quý vị để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường sau khi Đà Nẵng bước vào trạng thái mới, những ngày này nông dân tại các vùng rau chuyên canh, các hợp tác xã trên địa bàn đang tăng gia sản xuất nông sản, kết hợp điều tiết giống để chuẩn bị cho vụ đông xuân. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Nhờ các cửa hàng vật tư nông nghiệp hoạt động trở lại, cùng sự hỗ trợ kịp thời của địa phương, bà con nông dân tại vùng rau Túy Loan, xã Hòa Phong đã có đủ lượng giống cần thiết để khôi phục và đẩy mạnh sản xuất trong thời gian này. Do thành phố nới lỏng giãn cách, nhiều hoạt động đã và chuẩn bị quay lại, nhất là các hàng quán ăn uống, trường học, nhà hàng, nên lượng đơn đặt hàng nông sản tăng lên rất nhiều. Hợp tác xã phải điều chỉnh trong các giống rau màu ngắn ngày để có thể bổ sung kịp thời cho thị trường thành phố từ khi mà dịch bệnh đến nay thì hợp tác xã vẫn tiếp tục cung cấp là trên đây là, là, thường xuyên là, không gián đoạn nhưng mà ti cốt mặt hòn thì hiện nay là cũng có phần là, là, là thiếu hụt Nhưng mà cũng cố gắng thì à, tập trung sức sức, à, trong thời gian đấy sẽ đảm bảo được cái, cái, số lượng có đơn vị được hòn cùng với các vùng rau chuyên canh và các hợp tác xã, thì ủy ban nhân dân xã Hòa Phong cũng hỗ trợ tái sản xuất tại các mô hình kinh tế hộ gia đình như nấm, cây ăn quả, thủy sản nước lợ. Nhiều mô hình thuận lợi phát triển không chỉ giúp bổ sung nguồn lương thực thực phẩm cho thành phố mà còn giúp người dân phần nào cải thiện thu nhập gia đình, ổn định kinh tế sau những ảnh hưởng rất lớn từ covid 19. Điển hình như mô hình nấm chất lượng cao của anh Phan Văn Hùng thôn Cẩm Toại Đông nói chung là được dịch vừa rồi là tiêu thụ nấm cũng bị ảnh hưởng nhiều nhưng cũng được sự giúp đỡ của y ban nhân xã thì cũng có hỗ trợ là giải quyết cái nguồn nấm mà của người dân nếu mà 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 nấm mà cho không cho ra thì nó sẽ bị hư cái bịch này nên và mình cho vẫn cho ra xã là vẫn tiếp tục là là, là giải cứu cho nó cái nắm cho người dân người dân rất phấn khởi và rất mừng và tiếp tục đi sản xuất thì trại cũng cũng có dự tính là là sau, sau dịch là nếu mà hoạt động lại bình thường thì trại sản xuất thì cung ứng ra thị trường thì nhiều hơn so với lại những mùa dịch thì chúng ta cũng phải tăng cường à, trao đổi bà con để mà làm sao mà phát triển được kinh tế để đáp ứng nhu cầu cũng như là cũng như có cái thu nhập nhưng mà bên cạnh phát triển kinh tế phải đảm bảo cái việc mà phòng chống dịch cũng như thực hiện năm qua cũng như là tất cả các cái việc mà à, quy định của nhà nước đưa ra, chúng ta phải tuyên truyền cho bà con hiểu và trang cái việc sản xuất à, cái à, hàng nông sản cũng như là sản xuất các mặt hàng thì cũng phải đảm bảo và dần dần từng bước chúng ta phải đưa vào sản xuất và ổn định. Khi Đà Nẵng bước vào trạng thái mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ của thị trường dự kiến sẽ còn tăng lên gấp 2 đến 3 lần cùng với vụ đông xuân đang cận kề đây sẽ là thời điểm thích hợp để người dân tiếp tục đẩy mạnh tái sản xuất nỗ lực hoàn thành kế hoạch thời vụ trong những tháng cuối năm